cơ quan chính phủ liên bang Mỹ có nhiệm vụ xét hồ sơ di trú, hiện đang thành lập một văn phòng chuyên trách điều tra những người Mỹ tình nghi là gian lận khi xin nhập tịch và sẽ hủy bỏ quốc tịch của họ. Giám đốc dịch vụ công dân và di trú là ông Los Francis cho hãng thông tấn AP hay rằng, cơ quan của ông đang thâu nhận thêm mấy chục luật sư và nhân viên di trú để duyệt xét các trường hợp di dân bị ra tòa ra lệnh trục xuất và tình nghi dùng lý lịch giả để có thể xanh và rồi xin nhập tịch. Ông saysa cho hay, các trường hợp sẽ được thông báo cho bộ tư pháp, nơi sẽ tìm cách thu hồi quốc tịch của người di dân qua việc truy tố tại tòa. Trong một số trường hợp, các luật sư chính phủ có thể truy tố tội hình sự liên quan đến gian lận. Cho tới nay, cơ quan này thường chỉ chú ý khi có báo cáo nhưng không có nỗ lực được phối hợp rõ ràng. Ông cho hay, hy vọng văn phòng mới ở Los Angeles sẽ khởi động hoạt động năm tới, nhưng cũng nói thêm rằng điều tra và đưa hồ sơ sang bộ tư pháp để truy tố cũng cần có thời gian. Tiến trình thu hồi quốc tịch, thay cho đến nay vẫn là hiều hiếm khi xảy ra. Chính phủ Mỹ khởi đầu điều tra việc có gian lận khi xin thẻ xanh khoảng một thập niên trước đây, khi một nhân viên biên phòng phát hiện ra có khoảng 200 người đã dùng các lý lịch khác nhau để xin thẻ xanh và nhập tịch sau khi họ bị lệnh trục xuất trước đó. Vào tháng 9 năm 2016, một cơ quan thanh tra chính phủ cho hay có 315.000 hồ sơ dấu tay của các di dân từng bị trục xuất hay bị kết tội hình sự đã không được đưa vào kho dữ kiện của Bộ Nội an bản báo cáo này cũng cho biết rằng có hơn 800 di dân từng bị lệnh trục xuất nhưng sau đó lại trở thành công dân Mỹ dưới một cái tên khác.